Xin chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Giờ rồi hôm nay thì đến với bãi kiển của chị Lan ha, để chị Lan quay giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai giống, mai ghép giống siêu ôm mình lại ha. Đây là độc cánh sen không tàn thông cho cô chú anh chị mình sưu tầm và mình cho Tết năm 2025 ha, hoặc mình lấy bo cũng ok luôn cô chú anh chị ha. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho nhà vườn của chị Lan nha cô chú anh chị. Và không làm mất thời gian của cô chú anh chị mình đó ha. Em mời cô chú anh chị mình vào luôn clip ha để mình gặp chị Lan, để chị Lan chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Rồi em chào chị Lan ha. Rồi em chào anh. Em chào bạn ha. Em cũng chào cô chú anh chị hết mấy dạng cả nước á. Hôm nay em cũng tiếp tục tới là kênh giao lưu của chú anh chị mình lô siêu bông mình lợi với lại được ba cây đại lộc vào mùa ha cô chú anh chị mình. Rồi. Hôm nay mã số đầu tiên là mã số 1A đi ha. Đây là 1A đi. 1A là một cái siêu bông mình lợi ha. Hàng này thì lên lúc lục kim mới tên ha cô chú anh chị mình. Hàng bao vào mùa bao chi Tết. Rồi, cho thêm 6 cái này luôn hả chị ha. Ở cũ nè, ở dưới là cô chú anh chị ha. Dưới khai thì đấy khai thác. Mình khai thác thêm cái đế ha cô chú anh chị. Vành 26. Rồi. Cao 1m12, ngang 1m15. Rồi cái này em giao lưu của chú anh chị mình giá là 2 triệu đồng ha. Rồi 2 triệu bao ship luôn cô chú anh chị ha. Rồi, đợi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 2A. Rồi. Cũng vẫn là siêu bông lợi ha cô chú anh chị mình. Rồi. À lên nút dù kim rất là phê ha. Cái này anh rất là đều, rất là đẹp luôn cô chú anh chị ha. Anh em miền Bắc chơi cũng rất là ok luôn ha. Dạ. Chi cành cây lên nụ non đồ khá là đều cô chú anh chị ha. Rồi. Hoành 29. Rồi. Cao 1m16. Ngang 1m07. Rồi, rồi cái này vẫn là 2 triệu ha cô chú anh chị nè. Rồi 2 triệu đồng bao ship luôn ha. Rồi đỡ cây luôn nha. Dạ. Rồi tiếp theo cây mã số 3A. Rồi. Vẫn là bình lợi ha cô chú anh chị nè. À, tàn quá trời đã luôn cô chú anh chị ha. Gốc to ha. Có đá luôn cô chú anh chị ha. Rồi, thông số luôn ha chị. Hoành 35. Rồi. Cao 1m07. Ngang 95. Rồi cái này giá 3 triệu rưỡi cô chú anh chị nè. 3 triệu rưỡi bao ship ha. Rồi, mình đổi cây luôn ha chị. Dạ. Rồi, tiếp theo cây mã số 4A. Rồi. Vẫn là siêu bông mình lợi cô chú anh chị nè. Rồi. Tết mà chơi cây mai này cái rực rỡ luôn. Tàn quá trời đẹp luôn cô chú anh chị ha. Rồi, con số luôn hả chị ha. Hoành 25. Rồi. Cao 1m09. Ngang 1m09. Rồi cái này giá vẫn 2 triệu không cô chú anh chị nè. Rồi, 2 triệu đồng ha. Rồi mà đỡ cái luôn nha. Rồi, tiếp theo cây mã số 5A. Rồi. Vẫn là bình lợi luôn ha. Rồi, tàn quá trời quá đất luôn. Đây lên nút nụ ngon lắm cô chú anh chị ha. Rồi, thấp thân thấp. Rồi, thông số luôn hả chị ha. Quanh 24. Rồi. Cao 1m12. Ngang là 98. Rồi cái này em giao lưu của chú anh chị mình giá là 1.900.000 ha. Rồi, 1.900.000 bao ship ha. Rồi, mình đổi cây luôn hả chị ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 6A. Rồi. Những siêu bông mình lợi ha. Ờ, cái mặt hoa chà bá luôn. Cái này có cái bông dưới này cô chú anh chị ha. Không gió nè. Đó. Có mặt hoa ha, cô chú anh chị mình an tâm về chuẩn giống của chú anh chị ha. Hoành 26. Rồi. Cao 1m. Ngang 1m. Rồi cái này em vẫn giao lưu cô chú anh chị mình giá là 1.900.000 luôn cô chú anh chị mình. Rồi, mình đổi cây luôn hả chị ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 7B. Có 7A. 7A. Là một cây đại lộc thôi cô chú anh chị mình. Rồi, đại lộc cánh sen ha chị ha. Dạ. Dạ. Cây này rất là dòng mùa ha cô chú anh chị mình. Cây này mặt hoa thì bao chơi. Cũ cô chú anh chị ha. Quá trời quá đất. Coi bây giờ nó lên xù xì hết trơn rồi. Rồi, không có vậy ha. Rồi, hoành 38,5 luôn. Rồi. Ủ đế 63. Cao được là 1m đúng. Ngang được 90. Rồi cây này em giao lưu của chú anh chị mình giá 2.200.000 ha. Rồi 2.200.000 ha. Dạ. Rồi mình đổi cây luôn nha. Rồi tiếp theo cây mã số 8B. Ở 8A lộn. Một cây đại lộc thôi cô chú chị mình, dán vào giường mà cái phôi này. Cái này là đại lộc mình ha cô chú anh chị mình. Đại lộc ha. Bông chín cánh ha, bông rất là to ha. Rồi. Mấy hàng già mùa cô chú anh chị mình chơi yên tâm ha. Hàng già mùa cũng không có nhiều đâu. Quá trời, quá đất cái phôi luôn cô chú anh chị ha. Trời ơi cái phôi không, phôi mấy giường mà vậy nè. Rồi, không sao rồi. Này đo lúc hồi này nha cô chú anh chị mình. Được là 39. Hoành 39 mình nhận 40. Lúc ngoài đó chứ không được xác nữa. Cô
UD81. Đó trên chắc cả hoành 40 bốn mấy luôn. Nguyên cục quá trời cục nạc luôn. Cao 81, ngang được 1 mét. Rồi. Rồi cái này em giao lưu cô chú anh chị mình giá 3.500.000 cô chú anh chị mình. Nhìn thôi. 3.500.000 bao ship luôn hả chị ha? Dạ. Rồi mà đợi cái luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 9A. Rồi. Vẫn là một cây đại lộc thôi cô chú anh chị mình. Duy nhất 4 cây ngày hôm nay luôn ha. Không có cây thứ 5 luôn. Tàn quá trời đã luôn cô chú anh chị ha. Nhấp nụ luôn cô chú anh chị ha. Rồi. Ồ góc to đùng luôn. Hoành được 37.5 đến 37 nha. Đế được 85. Cao 83. Ngang 85. Mấy cây đại lộc già mùa này chơi rất là chuẩn thôi cô chú anh chị mình. Nhìn mặt bên đây nè. Đó, hay cưng ngọt. Quá trời đã cái vàng đại lộc luôn cô chú anh chị. Rồi cây này em dẫn giao lưu cô chú anh chị mình giá là 3.500.000 luôn cô chú anh chị mình. Rồi. Mà đợi cây luôn hả chị ha. Dạ. Rồi tiếp theo cây mã số 10A. Vẫn là đại lộc cuối cùng ha. Rồi đại lộc luôn cô chú anh chị. 4 cây đại lộc này là phôi mai vườn nên bao cô chú anh chị mạnh ha. Lớp là già mùa. Rồi. Mắt ghép rồi cả. Kéo da nè cô chú anh chị ha. Đang kéo da trên cái đầu nó gần liền nè. Cây rất là mạnh cô chú anh chị. Đại lộc ha. Dạ. Hoành được 31. Bông to 49 cánh ha. Cũ 57. Cao là 79. Ngang nó được 82. Rồi. Rồi cái này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 2.400.000 ha cô chú anh chị nè. Rồi. Rồi cái này em là cái clip em ngày hôm nay luôn ha. Em cũng cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip và chọn được cái may ý chơi Tết 2025 ạ. Rồi em xin chào hẹn gặp lại ạ. Em muốn thay mặt cho kênh cũng như chị Lan cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho chị Lan trong những clip trước cũng như clip này. Cảm ơn cô chú anh chị mình xem được cây nào thấy giá cao để ủng hộ cho vườn của chị Lan nha. Em xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ạ.